Trung Quốc dùng chiêu gì để đánh bại Donald Trump trong cuộc bầu cử 2020? Trung Quốc không thể chịu đựng 4 năm nữa nếu Donald Trump làm ông chủ của Nhà Trắng, để chắc chắn rằng ông sẽ chỉ là tổng thống một nhiệm kỳ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tranh thủ sự giúp đỡ của những người Mỹ chống Trump từ Washington đến Phú Quang và hơn thế nữa. 1. Sự can thiệp của Trung Quốc vào cuộc bầu cử năm 2018 tại Iowa. Trung Quốc đã can thiệp cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Nhật báo Trung Quốc, một tờ báo nhà nước của Trung Quốc, đã mua một bài báo 4 trang trên tờ Des Moines Register ngay trước cuộc bầu cử để tuyên truyền chính sách thương mại chống Trump, ủng hộ Trung Quốc. Mục đích của bài báo này nhằm thay đổi quan điểm của cử tri về thương mại Mỹ-Trung và nhắc nhở các cử tri Iowa về mối liên hệ sâu sắc mang tính lịch sử của Chủ tịch Tập Cận Bình với Iowa. Bang này đã ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch bầu cử của Trump năm 2016. Tuy nhiên, mưu đồ tuyên truyền đó của Trung Quốc không gây tác động đáng kể nào. Không ai bên cánh tả quan tâm, không có tin tức đặc biệt nào trên CNN, không có bài báo nào trên thời báo New York cảnh báo về ảnh hưởng của Trung Quốc đến cuộc bầu cử của Mỹ. 2. Trung Quốc không thể thắng những chính sách của Trump. Nhưng với cuộc bầu cử năm 2020 sắp diễn ra, Trung Quốc quyết định làm tất cả để ngăn Tổng thống Trump tái đắc cử. Điều đó thật dễ hiểu khi việc Trump áp mức thuế khổng lồ lên hàng hóa Trung Quốc đã giáng một đòn nặng nề cho nền kinh tế nước này. Sản lượng kinh tế của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1992. 3. Trung Quốc hoàn toàn bị động trước những chính sách kinh tế mạnh mẽ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Hơn thế, không có dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi đáng kể trong giai đoạn từ nay cho đến cuộc bầu cử. Tiêu dùng nội địa của Trung Quốc bị siết chặt, khối lượng giao dịch với khối đồng tiền chung châu Âu tiếp tục giảm, và Trump sẽ đánh thuế nốt 300 tỷ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc còn lại bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trước mắt không có nhiều triển vọng. Thêm vào đó, Trung Quốc nhận định rằng cách tốt nhất để chiến thắng trong đàm phán thương mại với Mỹ là đàm phán với một tổng thống của đảng Dân Chủ. Để thực hiện điều này, Tập Cận Bình có một kế hoạch và chắc chắn nó sẽ lớn hơn việc mua trang báo trên ấn bản chủ nhật của tờ Des Moines Register và vượt xa các trang Facebook giả mạo của Nga. Kế hoạch này đã được thực hiện kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Theo một cuộc phỏng vấn gần đây với Washington Free Beacon, tỷ phú lưu vong người Trung Quốc Quách Văn Quý tiết lộ, đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, Ủy ban An ninh của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ thị rõ ràng rằng không cho phép Trump giành chiến thắng. Ông Quách nói rằng, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn gần đây đã cung cấp cho ông một số thông tin mới nhất tại Bắc Kinh. Còn có nhiều thông tin khác nữa về chủ đề này. Tuy nhiên, điều thú vị là người nỗ lực ngăn chặn Tổng thống Trump tái đắc cử, không ai khác chính là ông Tập Cận Bình, thông qua Ủy ban An ninh Quốc gia do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ. Sẽ dễ hiểu nếu ai đó nghĩ cuộc chiến này là của mình cá nhân ông Tập. 4. Kế hoạch 4 điểm của Trung Quốc chống Tổng thống Trump. Theo tỷ phú Quách Văn Quý, Trung Quốc có 4 vũ khí ngăn cản Trump tái đắc cử và tất cả chúng đều liên quan đến những nhóm thân Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Những nhà lãnh đạo tài chính Phố Quanh, những nhà tài phiệt hàng đầu này đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ việc huy động vốn để phát triển nền kinh tế Trung Quốc trong tay của Đảng Cộng sản, và họ sẽ không dại gì để vụt mất dòng tiền to lớn. Các nhà vận động hành lang và các lãnh đạo chính trị Washington tham nhũng, họ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc thao túng trong nhiều năm và sẽ được kêu gọi để đánh bại Trump. Các phương tiện truyền thông chính thống và các phương tiện truyền thông xã hội, các lực lượng này ủng hộ Trung Quốc theo dệt các câu chuyện chống Tổng thống Trump nhằm định hướng người dân Mỹ, bao gồm Google, Facebook, Thời báo New York và tạp chí Phố Quanh. Những người Trung Quốc và người Mỹ gốc Á quyền lực, những nhóm này có ảnh hưởng tài chính và chính trị to lớn tại Mỹ. Các nhà lãnh đạo tài chính Phố Quanh được xem là một trong 4 vũ khí mà Trung Quốc có thể sử dụng để ngăn Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào năm 2020. Đến đây, chúng ta đã rõ Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định rằng không cho phép vị Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ được tái đắc cử trong nhiệm kỳ tới. Và Trung Quốc tự tin vì có sự hậu thuẫn của những đối tượng nêu trên. Trung Quốc trì hoãn các cuộc đàm phán thương mại. Điều đó giải thích rằng tại sao Trung Quốc không vội vàng đạt thỏa thuận với Mỹ trong cuộc chiến thương mại. Hồi cuối tháng 7, hai bên dường như đã thực hiện được thỏa thuận. Nhưng sau khi Trung Quốc từ bỏ cam kết mua đậu nành của Hoa Kỳ
Trump đã tuyên bố áp thuế cao hơn đối với hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc trị giá 300 tỷ đô la Mỹ, đặt dấu chấm hết cho các cuộc đàm phán. Trump đã nhìn thấu kế hoạch này và sử dụng nó để chế nhạo người Trung Quốc. Ông nói, vấn đề là nếu họ chờ đợi và nếu tôi thắng cử, thì thỏa thuận mà họ, Trung Quốc, có được sẽ khó khăn hơn những gì chúng ta đang đàm phán bây giờ rất nhiều, hoặc là không có thỏa thuận nào cả. Nếu thông tin từ tỷ phú Quách là đáng tin cậy, thì có vẻ như sẽ không có thỏa thuận nào với Trung Quốc được thực hiện. Kế hoạch của Trung Quốc cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự tuyệt vọng. Kế hoạch sử dụng 4 loại vũ khí kể trên tiết lộ một điều rằng Trung Quốc có thể tận dụng tất cả những lợi thế đó và cả những lợi thế khác nữa. Nhưng thế đã đủ hay chưa? Hãy suy xét một chút, cả 4 loại vũ khí trống chung đó đã được sử dụng kể từ khi Trump được đề cử vào ghế tổng thống hoặc thậm chí còn sớm hơn. Từ thời điểm Trump tuyên bố tranh cử, các nhà tài phiệt phố Wall, các chính trị gia tham nhũng, các phương tiện truyền thông chính thống và các nhà phát xít công nghệ mạng xã hội tại Facebook và Google, tất cả đều luôn chống lại Trump trong năm 2016. Các nhóm người Mỹ gốc Trung Quốc cũng được huy động. Mặc dù vậy, Trump vẫn thắng. Hơn nữa, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và giá cả tăng cao. Dịch tả lợn châu Phi làm giảm nguồn cung thịt lợn, một mặt hàng trọng yếu của Trung Quốc, giảm tới 20% trên tất cả 31 tỉnh thành và khu tự trị. Mùa màng nơi đây bị một loại côn trùng đang phát triển phá hoại, dự báo bùng phát thành dịch trên toàn quốc vào khoảng giữa năm 2020. Trung Quốc cần các bang nông nghiệp của Mỹ, vốn là những bang đã ủng hộ Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, cung cấp lương thực nuôi sống dân số của mình. Nhìn rộng hơn, chúng ta thấy các chính sách của Trump đã, đang và sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đối với Trung Quốc như thế nào. Những chính sách này sẽ đẩy Trung Quốc đến bờ vực của sự bất ổn định nội bộ. Đó là lý do vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc cố gắng phá hoại những hỗ trợ chính trị của Trump, ngăn chặn những chính sách chống Đảng Cộng sản của ông, mặc cho việc này đem đến khó khăn cho người dân Trung Quốc. Sự sống còn của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể phụ thuộc vào điều này. Đối với Trung Quốc, đây là bối cảnh hiện thực của cuộc bầu cử 2020. Đối với người Mỹ, đây là một âm mưu quốc tế nhằm định đoạt kết quả của cuộc bầu cử.